Xin chào cả nhà, hôm nay Gấm sẽ giới thiệu đến cả nhà món cây cỏ đuôi ngựa chiên bột. Cách sơ chế cây cỏ đuôi ngựa mình đã chia sẻ bài viết trước. Mình có để link ở phần mô tả, bạn nào chưa xem có thể vào phần mô tả ấn vào link bài viết để xem lại cách sơ chế nhé. Sau khi nhặt xong, và bây giờ Gấm đi rửa. Các bạn cứ rửa thật mạnh tay như Gấm nhé. Không phải sợ nó gãy hay dập gì đâu. Mình cứ rửa mạnh tay. Rửa qua nhiều nước. Sau khi rửa xong, thì mình cho một thìa muối vào để ngâm cây cỏ đuôi ngựa. Mình ngâm từ 1 đến 2 tiếng. Đây. Mình ngâm từ 1 đến 2 tiếng nhé cả nhà. Trong thời gian chờ ngâm cây cỏ đuôi ngựa, cả nhà cùng Gấm đi cắt đậu nhé. Đậu Hà Lan cho nhà Gấm trồng ấy. Rất là sai trái đó. Đây, hai cha con nó cắt đó. Mê lắm. Sai trái ăn không kịp luôn. Sai khủng khiếp không cả nhà này. Trái nhiều lắm luôn ấy. Cả nhà ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mẹ con Gấm nhé. Nếu thấy hay hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Ở Nhật, người ta gọi món này là gao chiên bột. Thường món gao chiên bột nó không theo một công thức nhất định nào cả. Cứ mình thích loại rau củ nào thì mình cho vào thôi. Và hôm nay nhà Gấm sẽ sử dụng món cây cỏ đuôi ngựa và đậu Hà Lan và cùng thêm hai món nữa. Đó là chả cá và thanh cua. Nếu bạn nào ở Nhật chắc chắn sẽ biết hai món này. Chả cá và thanh cua cắt nhỏ, sau đó cho các nguyên liệu vào. Sau đó ta rắc một lớp bột vào. Bột này là bột mì nhé cả nhà. Nhưng mà nếu mà không có bột mì, mình sử dụng bột gạo cũng được. Loại mà ở Việt Nam mình hay thường sử dụng để chiên tép chiên bột đồ các thứ, mình sử dụng bột gạo cũng không sao. Và kế tiếp thì bột này thì là tỷ lệ là một bột gạo, một bột năng và trứng cho vào đánh đều lên. Khi đánh cho đều lên rồi thì mình cho số bột đó vào thao rau lúc nãy. Đây. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên cho gao nó thấm với bột và bắt đầu chiên. Ở đây, thành phẩm. Anh chồng mình đã chiên thành phẩm rồi đấy. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà hãy nấu thử nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu có câu hỏi gì cứ để lại ở phần bình luận, Gấm sẽ trả lời cụ thể. Chúc cả nhà vui vẻ.